Trong các tập này, hãy cùng lắng nghe những trải nghiệm thú vị về Hồng Kông, từ nền văn hóa pha trộn mới, cũ, nền ẩm thực đa dạng, hay nhiếp ảnh, điện ảnh và nghệ thuật nói chung. Hãy subscribe tất cả các kênh của Vietcetera vì còn nhiều thứ khác đang chờ bạn. You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Xin mừng các bạn đến với Have a Sip. Đây là một chương trình giản dị thôi. Đấy là thì mình mời những người bạn của mình. Những người này thì gọi là bạn theo kiểu là mình có một cái sự thân mật với nhau, nhưng thực ra họ đều là những người làm trong ngành content, đều có cái khả năng tạo ra content mà khiến thì mình rất là kính nể. Đấy cũng là lý do mà mình bắt đầu câu chuyện luôn là bằng một đồ uống. Và hôm nay thì xin chào mừng Quang Vinh đến với Have a Sip. Vinh thì chắc là mọi người đã biết về Vinh quá rồi. Từ lúc mà trước khi thì mình làm báo hay cái gì đó thì đã biết về Vinh rồi. Mình biết nhau cũng gần 20 năm. Là lần đầu tiên Vinh gặp mình ở Hà Nội là cũng cách đây gần 20 đúng năm rồi. Đúng rồi. Không biết lý do gì hôm nay lại Minh lại mời Vinh tới trong show của mình. Lý do thì rất là nhiều, như thì mình nói. Hồi xưa thì Minh làm báo. Đúng. Bây giờ Minh vẫn làm báo. Talk show. Đúng rồi. Hôm nay là một cái không gian rất là khác mà Minh có xem qua trước đây thì Minh rất là thích cái ý tưởng của chương trình này. Nhưng mà tại sao lại có Vinh hôm nay? Mình nghĩ Vinh là một người, thứ nhất là về sức làm content là mình thấy một sự dai dẳng nhá. Khoan nói đến nhiều hay không nhiều đúng không? Nhưng mà có một cái sự dai dẳng. Thì mình thấy dai dẳng trước hết cái phần content đầu tiên của Vinh là làm ca sĩ, đúng không? Cái thời đó và đến tận bây giờ thì mình vẫn giữ được cái sự dai dẳng đó. Thì mình cái với nghề thì mình thấy cái việc này rất là quan trọng. Đấy thì mình còn đang nói chuyện là gần đây, cũng không gần đây, cách đây đã tính ra năm thứ 5 rồi. Nếu mà đúng cái thời điểm là Quang Vinh Passport bắt đầu là 2016 đúng không? Cuối năm 2016. Đó, thì là có theo dõi. Thì mình còn đếm được là từng cái năm á thì mình làm bao nhiêu video. Đấy. Nhưng mà trước khi mà mình vào chuyện ấy thì mình sẽ mời Vinh have a sip trước. Cái nước này, cái món đồ uống này thì không phải do Vinh chọn. Nhưng mà Vinh thử sip đi, thử uống thử xem đoán nó là cái gì. Vinh nhìn thì Vinh nghĩ là cà phê nha, cái màu này. À thế à? Hoặc là cũng có thể coca, bỏ một cái miếng cam chanh gì đó vô. Ok. Chà. Chà chanh. Chà chanh đúng rồi. Con này khó hơn nè. Chà chanh gì? Chà chanh đến từ đâu? Chắc phải uống thêm nguyên ly hết. Ê, ở đây không thấy nhưng ở dưới có chân trâu. À vậy hả? Đến từ đâu là Vinh không biết. Vinh nghĩ là đến từ nhà tài trợ. Đến từ ekip chương trình nghiệp, mời. Bệnh nghề nghiệp. Đến từ, đúng rồi, cũng nói đến từ nhà tài trợ cũng hơi đúng. Trà chanh Hồng Kông. Thì mình cũng đang cùng với cả Vietcetera. Nếu các bạn để ý thì sẽ thấy các bài viết này về văn hóa Hồng Kông rất là nhiều. Về có một cái chiến dịch là làm tí Hồng Kông. Nhưng thì mình có thắc mắc ngay, bởi vì chúng ta đang nói một chút về chuyện làm các cái content liên quan đi du lịch, có thể gọi là travel blogger hay là traveler hay một cái tên mỹ miều gì khác, nhưng chưa thấy có một cái tập nào mà về Hồng Kông. Lý do là gì? Vinh đi rồi chứ hả, đúng không? Đi nhiều không? Biết, chắc là do là Vinh cái chuyện mà làm content là Vinh muốn càng đi xa thì cái nội dung nó sẽ càng lạ. Hồng Kông thứ nhất là nó khá gần mình mà mọi người đi dễ cũng đi. Nhiều. Dễ đi. Và Hồng Kông thì Vinh nghĩ là nó sẽ phải phù hợp với một cái nội dung nào đó, mà Vinh nghĩ một cái format mới chuyên đi về thành phố. Thì Hồng Kông mình biết là nó cũng chỉ nổi tiếng là một cái thành phố rất là sôi động, shopping, ăn uống. Mà Vinh thì cái những cái trước nào giờ Vinh làm, mà nếu mà nói về Quang Vinh Passport thì nó là một cái ý tưởng làm về những cái địa điểm check-in nổi tiếng trên thế giới, những kỳ quan thế giới. Ok, đi xa một chút. Đó. Thế thì mình muốn hỏi ngay này. Ở cái thời điểm cuối năm 2016, cái điều gì mà khiến Quang Vinh ca sĩ chuyển sang làm travel blogger? Là tại vì hồi xưa mình thấy mình đi hát mà cứ tới nơi là Vinh cứ biết khách sạn và sân khấu, tới tập rồi tối đi hát, sáng mai bay về. Vinh không biết gì về cái điểm đến đó. Và thật ra Vinh nghĩ là mình là một cái người rất là thích đi. Chung quy lại vẫn thích đi, và càng đi thì Vinh lại càng cảm thấy vui, cảm thấy thoải mái. Cho nên là quyết định là sau này mình có cái việc gì đó mà mình có thể vừa thỏa mãn cái chuyện đi của mình, cũng có thể biểu diễn, nhưng mà mình phải biết thêm, thì nghĩ ra một cái concept của chương trình gì đó
mà mình làm để mà vừa có thỏa mãn chuyện đi của mình và vẫn có được cái nội dung, cái content. Nhưng mà lúc đó thì mình thấy là có nhà tài trợ, có Traveloka, đúng không? Nhưng mà ngay lập tức là mình có cái sự cộng tác với họ hay là tức là cái cơ duyên này nó đến cái thời điểm đó như thế nào? Đợt đó thì Vinh lại làm với một team. Lúc mà mới ra thì Vinh đâu có tự tin là mình biết hết tất cả mọi thứ. Cũng chỉ có cái ý tưởng là mình sẽ làm về du lịch và các vlog. Nhưng mà để thực hiện thì mình không có team quay, không có cái gì hết, từ con số 0 hết. Thành ra là Vinh phải liên hệ các người bạn ở trong nghề của mình, thành lập team, rồi thành lập một cái đội đi sale, tìm tài trợ để có kinh phí đi. Tại vì mình biết là đi du lịch thì tốn kém, tốn kém rất nhiều. Mà này mình lại còn đem cả ekip đi để mà quay rồi. Thật ra thì nhìn nó có vẻ như là chỉ là đi enjoy, đi du lịch, nhưng mà thật ra bên trong thì rất là nhiều cái công việc nhỏ nhỏ, nhiều khi những công việc không tên. Mà mình làm thì có thể là người ta thì làm 8 tiếng, nhưng mà mình cái travel blogger có thể mình quay ngày đêm luôn, không nghỉ. Đúng. Cái đấy là cái bây giờ thì mình phải share ngay là du lịch là một thứ thì mình mê. Và thực ra thì mình là cái người làm show rất là nhiều năm. Nhưng gần như là chưa bao giờ thì mình làm cái show đi du lịch theo kiểu là, tức là mình có làm một cái show du lịch nhưng mà lúc đấy thì mình phải ngồi ở trường quay để quay. Chứ mình không, mình chỉ nghĩ đến cái việc là mình đi và quay á thì đã là cái này là thì mình ngả mũ thực sự. Nên là nó sẽ đương nhiên sẽ có những cái câu hỏi liên quan đến cái việc là cái crew khi mà đi du lịch là như nào. Ngay từ đầu thì Vinh có biết, tại vì mình xem một số các cái video là biết là Vinh có tự quay nữa đúng không? Tức là cầm máy quay, trông máy quay cũng ổn, không phải kiểu điện thoại mà cầm máy quay này. Thì là ngay từ đầu Vinh đã biết không? Hay là qua cái quá trình mình làm thì mình mới bắt đầu biết quay các thứ? Mình thấy cái câu đúng với Vinh, đó là nghề dạy nghề. Hồi đầu thì con số không thiệt tròn chỉnh to, cũng phải chạy da chót dãy hả? Không có biết cái gì hết á. Mình rồi xong rồi biết thì mình càng làm á thì lại mình có thêm kinh nghiệm, rồi những cái góc như thế nào, những cái nội dung thế nào để mình cũng phải xem ý kiến của khán giả, xem mà họ đóng góp vô, rồi những cái góc mà Vinh nghĩ là mình cầm tự quay á thì nó sẽ là một cái điểm gì đó cho nó nhẹ nhàng lại, chứ không thôi là mình thành quảng cáo, mình quảng cáo về cái nơi đó nhiều quá. Thì những cái góc tự quay selfie hay gì đó là cho người xem một cái cảm nhận dễ chịu hơn là mình đang đi du lịch. Và những cái cảm nhận của Vinh về cái điểm đó, nó là những cái cảm xúc của Vinh lúc đó. Ok, thế nhưng mà nghe thấy nó phức tạp không? Không, nghe là bởi vì cái việc mà chắc là các bạn khán giả cũng hiểu cái điều này là bản thân chúng ta khi mà đi du lịch á là nó đã rất là nhiều việc rồi. Đến một cái chỗ mới, nếu mà may mắn thì là mình đến những cái nơi mà ví dụ trong nước thì dễ, là bởi vì ngôn ngữ vẫn là mình, rồi văn hóa mình vẫn còn hiểu. Khi mình đi ra nước ngoài thì có biết bao nhiêu những cái mà đầu não của mình nó phải process ấy, nó phải nghĩ trong thứ, rồi sau đấy lại phải chuyện hình ảnh nữa. Nhưng mà có bao giờ mà bị cái kiểu là đi du lịch xong rồi do là quay hỏng rồi không đăng được không? Không nha. Thế à? Mình thì lại là Vinh lại thoải mái cái chuyện đó, tức là cũng không phải là cái chương trình nó hoàn hảo, nên là những cái thước phim quảng cáo mà mình cái này nó có cái tính chất là reality, là thực tế vô. Thành ra là có những cái lúc mà Vinh gặp sự cố này sự cố kia, Vinh cũng để lên cho nó mọi người cũng cảm nhận được là mình đi nó thật như thế nào, mà thật sự là đi thật như vậy chứ không phải là Vinh dựng lên một cái gì đó. Thì cái comment mình thấy mọi người có viết nó rất là dễ thương, đấy là xem là biết là anh này mê đi du lịch thật. Thế nhưng mà thường là cái crew của Vinh là sẽ lúc to nhất là sẽ phình được đến mấy người, và lúc mà đơn giản nhất thì sẽ là bao nhiêu người? Cũng may là hôm nay có dịp để mà chia sẻ với mọi người, tại thật ra mình nói thì cũng không biết phải giải thích như thế nào, tại nó nhiều thứ quá. Vinh thì Vinh cảm thấy cái niềm mà giống như là cái phần thưởng đã cho Vinh đó, sau bao nhiêu năm mà mình chịu khó mình đi quay thì Vinh cũng có một cái uy tín, một cái tên gì đó mà có thể làm cho người ta cảm thấy là tin tưởng ở mình, cho nên là cũng được cục du lịch Hàn Quốc, rồi cục du lịch Nhật Bản, Đài Loan họ mời mình làm đại sứ sắp Hồng Kông này đó. Thì những cái chuyến đi như vậy thì họ hoàn toàn là tài trợ phương cho cả ekip qua, và họ hỏi mình là muốn cộng tác với những cái nhân sự như thế nào để mà cho ra họ một cái video chất lượng tốt nhất đó. Thì thay vì là Vinh phải tìm tài trợ và từ bỏ tiền túi ra đi quay, thì đợt này thì Vinh có được sự hỗ trợ từ chính phủ và từ những cái tổ chức của du lịch. Thì những cái chuyến đi vậy rất là tuyệt vời. Nhưng mà sẽ là bao nhiêu người?
thì maximum là do mình chọn. Thì Vinh chọn có đợt Vinh đi 10-12 người, là bao gồm cả photo thì Vinh đi một photo xịn, camera 2-3 bạn, flycam, có bạn trợ lý, có bạn biên tập, rồi cái cả người thông dịch nhiều khi cũng cần thì anh cứ đưa vào. Đúng rồi, đó, ok. Kiểu vậy. Nhưng mà cái trải nghiệm du lịch thì nó có mình cứ thử so sánh cái trải nghiệm khi mà đi với một cái đoàn to với một cái trải nghiệm là mình cứ gọi là mình đoán thôi nhá, là chắc là cũng phải hoặc là Vinh hoặc thêm một người nữa, chứ không thể là lúc nào cũng mỗi Vinh được, đúng không? Có bao giờ mà Vinh phải đi du lịch và một mình quay không, hay là luôn có thêm một người nữa? Luôn luôn phải có thêm người. Ok. Thì cứ gọi là 2 hay 3 người. Có đợt mắc quá thì Vinh chỉ đem được đúng một camera. Ok, là 2 người đúng không? Mà Vinh là 2 người thôi. Ok. Là 2 người cho đến đợt khoảng mười mấy đi người. Đi Maldives. Là cái tập đầu tiên là chơi lớn nhất tập đó, xong là nghỉ chơi. Để dành tiền rất là nhiều cho cái chuyến đi đó. Nghe thì nó rất là phi lý, tại người ta nói tại sao anh lại bỏ tiền nhiều như vậy, không? Gần cả tỷ bạc đi một cái chuyến đi du lịch thôi. Nhưng mà nó là một cái trải nghiệm mà Vinh nghĩ là không bao giờ Vinh có thể quên, và là một trong những cái chuyến đi Vinh đó là Vinh cảm thấy là tâm đắc nhất, thích nhất, và lúc nào Vinh nó gợi nhớ cho Vinh lúc nào trong đầu Vinh là vẫn là cái chuyến đi đó ấn tượng nhất. Thành ra cái số tiền Vinh bỏ ra mình cảm thấy xứng đáng. Ok, thế nhá, thế thì mình sẽ so sánh, cứ gọi là lúc mà đi mà không phải tốn tiền một tí gì là được tài trợ, đúng không? Với lại lúc bỏ tiền một số tiền mà thì mình quá ngạc nhiên, chưa đi Maldives nhưng mà cũng không chắc có đi không sau khi nghe thấy tên số tiền. Cho đến từ lúc cái khu chỉ có 2 người, một cái khu rất đông, cách cái giữa những cái thái cực như này á, cái trải nghiệm của Vinh có thay đổi nhiều không? Khi mà Vinh đi không biết nha, chắc là do có cái kỳ lạ là Vinh mà đi du lịch là Vinh là một cái con người hoàn toàn khác. Vinh năng động, Vinh nhiều năng lượng, và Vinh giống như là mình cứ thấy những cái này kia là giống như không biết dùng từ ngữ để diễn tả, chính Vinh đi cảm nhận thì Vinh mới nói được. Thì bây giờ nói sơ sơ vậy thì mình hình dung là Vinh sẽ trở thành một con người khác. Ok. Mà khi mà Vinh có thêm đông người mà làm việc cho mình nữa thì tất nhiên cái chất lượng video ra nó sẽ là một cái vấn đề nữa, một vấn đề khác, hoàn chỉnh hơn, chỉnh chu hơn. Nhưng cái đối tượng khán giả thì nhiều khi họ lại không thích xem những cái chỉnh chu quá. Cái mà làm về du lịch nó rất là rộng, nó là về ẩm thực, về cảm xúc, về trải nghiệm, về kinh nghiệm, về những cái tip hay là những cái chuyến đi sang chảnh hay những cái địa danh nổi tiếng, nó rộng lắm nữa. Thành ra là mình phải chia ra. Nếu mà Vinh, giống như Vinh làm nhiều năm rồi, Vinh nghĩ là mình nên chia ra là cái format, cái series đợt này mình muốn làm về cái gì. Hoặc là ví dụ ẩm thực thì mình sẽ làm một cái ẩm thực riêng. Ok. Thế nhưng mà cái series mà Vinh làm gần nhất là Quang Vinh đi Việt Nam là do dịch hay là đã định từ trước? Có định từ trước đó. À, ok. Nhưng mà lúc trước thì mê đi quá, tại được đi chưa nhiều. Mình muốn đi nhiều quốc gia nữa để nhìn thế giới bên ngoài. Thì nghĩ là sau này dày dặn kinh nghiệm rồi mình sẽ về làm Việt Nam. Tại Việt Nam thì trong nước mình rồi thì dễ, nhưng mà khó mà dễ. Tức là cái góc nhìn nào đó mình làm về Việt Nam thì phải khác một chút, đúng không? Nhưng mà đúng là ý trời, thành ra do dịch, thành ra là phải quay vô sản xuất ở Việt Nam. Ok. Cũng kỳ lạ cái bởi năm vì năm dịch mà làm quá trời luôn. Thì đó. 30 tập. Thì mình có nhìn mà năm đi được 29. Nhưng mà cái năm đúng năm dịch á thì Vinh phát rất là nhiều tập đi nước ngoài. Là những cái tập đấy đã quay rồi phát lại à? Hay như mình thấy trong cái playlist của Trang. Thường thì có phát cái ngay năm dịch. Vinh nhớ là sau cái đợt Vinh đi Nhật về là Tết xong là dịch. Tết xong thì Vinh cũng đâu còn cái tập nào nước ngoài ta. Chắc là trước chắc đó đi lại. từ trước năm đó mất, đó xong sau đó phát đúng không? Phát đúng vào cái năm. Thì mình thấy cũng đây cũng là một cái điều hay, tại vì trong lúc mình bị dịch ở nhà thì mình cũng thích xem những cái video như vậy. Bây giờ cái chuyện nói đến chuyện tế nhị này, vừa nhắc đến tiền. Ở cái thời điểm bây giờ thì mình nghĩ là Vinh có thể biến cái channel của mình thành, mình đoán thôi, là một cái kênh mà nó có thể sustainable, tức là nó có thể tự cung tự cấp cho nó. Nhưng ở cái thời điểm đầu tiên ấy, Vinh có niềm tin rằng là mình sẽ, thứ nhất, kiếm tiền được không, có kiếm tiền đi được nhiều nữa không, hay là nó vẫn đơn thuần là lúc đó là sở thích? Vinh nghĩ là mình muốn làm cái việc gì đó cũng cần tiền. Cái chuyện quá dĩ nhiên.
là bài hát ra bài hát ra MV cũng phải cần có sự đầu tư, cần tiền rất nhiều chứ không phải là một khoản tiền nhỏ. Du lịch cũng vậy, nếu mà muốn càng đi nhiều và đi những cái điểm nổi tiếng càng tốn kém. Và để mà cái thỏa mãn chuyện đi của Vinh thì chắc chắn là Vinh phải bằng mọi cách để kiếm tiền để có thể đi được. Thì chuyện đó chuyện hiển nhiên thôi. Và bây giờ thì nếu mà Minh hỏi thì Vinh cảm thấy mình ở một cái lớp, đã lên lớp được rồi. Ví dụ lớp 1, năm đó lớp 2, lớp 3, lớp 4 mà mình lên lớp từ từ. Thứ nhất là trao dồi nhiều cái kinh nghiệm cho mình, nói nhiều hơn. Đó là cái khả năng tương tác cũng tốt hơn hồi xưa chút xíu. Ha. Rồi tất nhiên nếu mà kiếm tiền được thì quá tốt. Nhưng thì mình tò mò những quay lại những cái video đầu tiên đi. Quang Vinh thì quá nổi tiếng với vai trò ca sĩ. Đến mức độ mà thì mình thấy bây giờ mọi người gọi Vinh là hoàng tử du lịch, tức là lấy một chút cái gọi như nickname mà hoàng tử dân ca hồi xưa rồi. Hoàng tử du lịch. Lúc đi là đi chọn nước ngoài đúng không? Cho nên mọi người không biết. Trên chương trình là Quang Minh Passport. Thì đó thì không, mọi người không biết đúng không? Mọi người không biết Vinh ở những cái chỗ đấy nên Vinh có thoải mái hơn không? Chứ nếu mà ngay từ đầu mà Vinh làm Việt Nam á, liệu Vinh nghĩ là Vinh có một cái lấn cấn? Tại vì rõ ràng là mọi người biết mình một cái vai trò này, mình quá nổi tiếng rồi. Xong rồi đi du lịch nữa thì nó, tức là mình không biết cái gì diễn ra trong đầu của Vinh. Lúc mà Vinh có phải nghĩ về cái chuyện là à, mình là một cái người nổi tiếng rồi và bây giờ mình đi travel và mọi người sẽ nhận ra mình không? Nó có phải là một cái vấn đề trong suy nghĩ không? Không. Mình ok, bây giờ hay quá. Vẫn đi ra ngoài đường rất là bình thường. Và mọi người cũng welcome với điều đấy đúng không? Mọi người cũng thích điều đấy. Nhiều khi còn có được lợi hơn nữa. Bởi vì là anh Vinh rồi thì sẽ nhiều khi ăn uống cho thêm ngon chút xíu. Hay là một cái vị trí đẹp đẹp gì đó cho mình ngồi. Ok, này. Nói một chút về việc cái research trước khi đi du lịch đúng không? Khi mình đi du lịch thì mình phải nghiên cứu. Mình tò mò một cái người mà làm travel blogger. Tức là nếu mà mình đi du lịch một kiểu nhá, tại vì mình có trẻ con. Đúng. Mình sẽ đi du lịch kiểu là mình sẽ tìm những cái chỗ mà có trẻ con và mình sẽ đi du lịch rất là khác với lúc mà mình đi độc thân hay lúc mình đi với người yêu chẳng hạn đó. Còn Vinh khi mà cái mindset mà phải làm về du lịch á, thì cái kiểu research các cái thông tin nó sẽ diễn ra như thế nào? Thích chỗ đó thì đi thôi, đẹp ok. Chỗ này đẹp quá nè Minh ơi, là giờ làm sao đi tới đó cho rồi, hỏi xong tìm tiền đi. Ok. Nhưng mà đến cái chỗ đấy rồi xong quay cái gì thì phải có danh sách chứ. Hay là sẽ có người trợ giúp không? Vinh sẽ chọn cái tour theo ý của mình. Mình sẽ chọn những cái điểm và những cái gì đó nó đặc trưng của cái vùng đó. Thì mình cho nó vào cái list. Món này mình phải trải nghiệm. Rồi cảnh này, điểm này mình phải visit, phải thăm. Rồi những cái gì đó mà cái câu chuyện gì về cái chỗ đó nổi tiếng, tìm hiểu để mình đưa vào trong cái video của mình. Nhưng mà Vinh sẽ đặt là cái món mình thích ăn là món mà vì mình thích ăn, hay là mình nghĩ là khán giả khi đến cái vùng đấy á thì sẽ thích Vinh ăn. Vinh sẽ đặt cái suy nghĩ của mình là một cái người mà đi du lịch lần đầu tiên muốn trải nghiệm gì ở chỗ đó. Lần đầu tiên. Tất nhiên thì du lịch là mình phải tận hưởng. Thì tận hưởng cái gì? Cảnh đẹp, ăn ngon. Đó thì nhưng mà sẽ tùy ha, tùy giống như nếu mà đối Minh đi. Tùy nếu mà Minh thì Minh sẽ phải nghĩ đến con cái đầu tiên, cái không gian nào đó để cho mình thật ra là đi vì nó chứ chưa chắc là vì mình. Đấy thì đúng không? Sẽ là khác. Nhưng mà Minh có một cái tips khi mà Minh đi du lịch, hoặc là giả sử Minh phải nghĩ về content nhá, thì Minh sẽ hay trông thế thôi, Minh rất hay du lịch đến nơi mà có bạn, có người gọi là bản xứ. Cũng may là trong cái thời tuổi trẻ mình cũng hay kiểu chơi với các bạn bè khác nhau ấy. Thì mình nghĩ là chắc là mỗi người sẽ khi nghĩ về du lịch thì sẽ làm rất là khác nhau, nhưng cái cách của mình là như vậy, là mình thực ra mình cũng không, mình thì có một đặc điểm là mình tin là chỗ nào cũng đẹp, tức là cứ chỗ nào mà mình được đi đến đấy có thể nó có thể nó sẽ không người lạc quan đúng rồi với lại cứ khác ạ, tức là cái điều đó là điều tốt. Với mình là cái lúc mà thực ra mọi người hay nói là cái lúc mà sướng nhất không phải là cái lúc mà thực sự đến một cái chỗ đấy, mà lúc mà mình mua vé máy bay và lúc mình đang gói đồ ấy, lúc đấy là mình tức là mình cảm giác như là mọi cái sung sướng nhất là nó nằm ở cái khoảnh khắc đấy. Còn sau đấy thì đến nó tùy trải nghiệm lắm, có những lúc mình hên xui đúng không, mình gặp may, mình thời tiết đẹp này, hay là một cái gì đó ăn ngon vào nhà hàng. Mình cũng có những trải nghiệm du lịch rất là tệ, nhưng đấy, quay về cái câu chuyện là mình luôn cái kiểu mà research của mình là tìm bạn. Ví dụ mình định đi
thành ra mình trước giờ mình rất là ngược lại, tức là mình không để, chưa từng đến những cái địa điểm mà siêu nổi tiếng. Mình xem cái blog của Vinh, mình rất là thèm thuồng trông thế thôi, cả Athens hay là mấy cái chỗ siêu nổi tiếng mình chưa hề đi, trong khi mình đi những nơi hơi khỉ ho cò gáy, một cái làng bé tí như là Đức này, hay là tại vì bạn mình ở đấy, bởi vì mình tin là cái trải nghiệm của người bản xứ ấy, họ sẽ biết một vài cái ngóc ngách. Vẫn câu chuyện Hồng Kông nhé, nếu mà Hồng Kông mà nhìn ở phía ngoài thì đúng là toàn thấy thành phố. Thế nhưng mà chính vì trong cái cuộc trò chuyện với anh Lê Hồng Lâm, anh có kể là một cái người mà làm phim mà quay một cái bộ phim ở Hồng Kông thì người ta sẽ chui ở một cái ngóc ngách nào đấy, một cái chỗ mà người đi du lịch bình thường không có tìm ra, để vào đấy họ quay phim. Nên là những cái gì mà rất là đặc trưng của Hồng Kông ở trên phim ảnh thì lại là những cái mà thực ra không đặc trưng với người đi du lịch. Đúng. Đấy. Đấy thì ví dụ đấy là cái research của mình. Mình chỉ tò mò là Vinh có đặt tiêu chuẩn gì không? Mình thấy rất hay ở khách sạn xịn này, thì ví dụ đấy có phải một tiêu chuẩn không? Chính xác. Dù trong nước cũng vậy, Vinh làm, nhưng mà Vinh lại không có đi xuyên sâu về cái câu chuyện lắm. Câu chuyện là bạn khác làm. Thì mình lại làm review về cái những cái một cái Việt Nam mình vẫn có những cái luxury resort, là những cái nơi mà nó tầm cỡ quốc tế, không thua gì thế giới hết. Thì Vinh muốn là mà thích cái đó thiệt. Là phải sạch sẽ, chứ nhiều khi những cái chuyến đi mà nó băng rừng lội sông leo núi thì dơ quá cũng không đi được. Mặc dù cảnh đẹp cách mấy cũng không đi. Không, mình rất là thích cái đấy. Tùy vào cái sở thích nữa, cái sở thích của mọi người rất là quan trọng. Và mình thấy một cái nữa này này, mình cũng không phải là tiếp người mà hơi kiểu phượt. Mình có những người bạn họ sẽ, ví dụ họ làm nhiếp ảnh gia, như là trong phòng này có Maika. Maika rất là hay đi kiểu phượt. Nhưng mình thì cũng thích là, tại vì khi mình có trẻ con ấy, mình thích là phải kiểu như nhà cửa. Với lại anh chồng của mình là kiến trúc sư, thiết kế nhà cửa, nên là mình luôn tìm các cái địa điểm mà nó phải thiết kế đẹp. Khoan đến nói là nó xa xỉ hay không, nhưng mà nó phải có một cái ý đồ về thiết kế. Tại vì cũng một thực tế nhá, cái này là quan điểm của riêng mình, đấy là rất là nhiều nơi xa xỉ nhưng mà thiết kế chưa chắc là đẹp. Nó tùy theo gu của mỗi người nữa. Đấy. Thì nhưng mình hiểu có một cái nhu cầu cực kỳ lớn của cái việc của cái việc là mình rất là muốn được trải nghiệm, nhưng hiện tại cái trải nghiệm đấy mình chưa tới. Không biết cái này có nằm trong cái suy nghĩ của Vinh không? Bởi vì rất là nhiều số lượng người, có thể các bạn trẻ, các bạn chưa có tiền để đến những cái nơi thực sự xa xỉ, nhưng mà trong tương lai các bạn sẽ có, đúng không? Cái điều quan trọng là các bạn phải biết từng cái resort trông như thế nào. Thì nhưng mà Vinh làm cái điều đấy vì Vinh thích trước, nhưng mà sau này Vinh có thấy là cái đấy cũng là cái mọi người thích không? Xem đến những khách nếu sạn mà thật mọi là mọi người thích thì Vinh mừng quá, tại mọi người sẽ xem cái content của mình. Chung quy lại là Vinh muốn nói với Vinh là cái vấn đề làm du lịch nó một cái mảng nó rộng lớn cực kỳ luôn. Thì chung quy lại là mình chọn cái gì mà mình thích và phù hợp với mình. Không, mình rất là tin vào cái đường, con đường làm du lịch đấy. Đúng là không nên du lịch trông thế thôi, rất là rộng, nhưng mà mỗi người chúng ta nếu mà được Donnie đóng giày một cái chuyến đi của cho mình sẽ đi rất là khác với cái người bên cạnh mình, đúng không? Mình sẽ đi rất là khác với Vinh. Và mình tin là cái hướng đấy đi đúng hướng. Nhưng thành ra nó sẽ kéo theo một cái câu hỏi này. Đấy là sau Vinh thì bắt đầu mình thấy có cái xu hướng của việc là đi du lịch kiểu xa xỉ, đúng không? Nói đâu xa, anh Vũ Khắc Tiệp. Thì Vinh, một, Vinh có theo dõi những cái người travel blogger đấy không? Và khi mà theo dõi thì Vinh có thể share là Vinh nghĩ gì trong lúc đấy không? Vinh có xem mọi người không? Vinh có xem chứ. Nhưng mà có xem, coi là cạnh tranh không? Nhưng mà xem mà để đi như ảnh thì là chưa chắc. Tại Vinh sẽ chọn những cái gì theo ý của Vinh. Cũng giống như là kết video của Vinh đó, là Vinh hay nói với mọi người là các bạn đừng đi theo Vinh. Họ đừng có trải nghiệm những gì Vinh làm. Các bạn hãy chỉ lấy cái ý tưởng, đó là cái nơi Vinh, cái điểm đến là Vinh quảng bá cho cái điểm đến nó có những cái gì hay ho, các bạn chọn và xem. Nhưng mà các bạn phải là người đi tới đó và tự các bạn trải nghiệm thì các bạn mới hiểu như Vinh nói. Chứ giờ Vinh nói vẫn chỉ là hình ảnh thì nhiều khi nó không có nói lên được hết những cái vẻ đẹp của cái nơi đó. Và tất nhiên mỗi một cái người làm content sẽ có một cái thế mạnh riêng, một cái đối tượng khán giả riêng. Và công việc của Vinh hiện tại thì Vinh có chia sẻ với mình là Vinh sẽ hợp tác với rất là nhiều các đơn vị giống như là cục du lịch, các kiểu cái đó. Thì cái đó là cái hướng đi của Vinh. Chứ rõ ràng là có cái điều là Vinh thấy sau bao nhiêu năm mà mình làm khổ quá trời luôn, cực quá trời, mà view mình không có nhiều như người ta. Nhưng mà cái uy tín của mình, nhưng tại sao họ lại nhìn vào Việt Nam và họ lại chọn Vinh là đại diện của Việt Nam, và một cái ekip mình đến để tham dự cái mà
cái video quảng bá về Đài Loan, một cái cuộc thi. Nó là cuộc thi mà nó mang tính chất giao lưu văn hóa rất là nhiều. Đến là Philippines có một team, Việt Nam một team, rồi Đài Loan một team, Thái Lan một team. Thì Vinh nghĩ là cái đó là cái phần thưởng vinh dự nhất của Vinh. Tất nhiên là khi mà có cái sự ủng hộ và cái lượt xem của các bạn, đó là cái động lực thêm. Nhưng mà Vinh nghĩ là thật ra hơi ích kỷ, chứ mà Vinh thỏa mãn cái đam mê của Vinh là đi. Hiểu, mình rất là hiểu ý của Vinh. Thế thì có cái gì, có cái do và don't trong lúc mà Vinh làm content? Mình hiểu là đã có một cái style nghĩ ra rồi đúng không? Thế thì Vinh có đến, ví dụ trong lúc làm đi du lịch thì có cái lần nào mà Vinh biết là ok, cái này mình không phải... Câu hỏi này lắm luôn. Cảm ơn mình. Là một cái băn khoăn. Tại vì nếu mà chọn để mà có nhiều view nha, gây sốc thì có thể là có nhiều view thiệt, nhưng mà Vinh sẽ không làm vậy được. Vinh nghĩ cái mà không bao giờ Vinh làm đó là mình đi tới chỗ đó và mình bóc phốt những cái chỗ đó. Vinh chỉ muốn là nhìn giống như mình, là mình một người lạc quan, mình tìm cái năng lượng lạc quan thì đi tới chỗ đó thì Vinh sẽ tìm những cái gì hay ho nhất, đẹp nhất để show cho mọi người xem. Và cuộc sống thì không lúc nào nó phải cái gì nó cũng đẹp vậy đâu, mọi người biết rõ ràng điều đó. Nhưng mà để mà chọn là thì Vinh sẽ cho mọi người thấy những cái điều đẹp, tốt đẹp, chứ không có moi ra những cái gì mà nó xấu. Mà xấu còn đưa lên hình nữa thì Vinh bình thường Vinh không coi mấy cái gì xấu hết. Đúng rồi, thích coi cái đẹp. Ok. Cái năng lượng này cũng rất là hay. Bây giờ thì mình cũng hiểu là đúng là khi mà người ta follow một ai đấy lâu đúng không, người ta sẽ nhận những cái giá trị như vậy. Nhưng mà có trong suốt cái quá trình 5 năm vừa qua, Vinh có bao giờ nghĩ là thôi chả làm nữa không? Nhiều chứ. Có những lúc là đi là hết tiền rồi. Đi đâu mà hết tiền? Đi đắt quá. Sản xuất chương trình mà mình sản xuất tới trên 20 số, 30 số thì rồi cái team bao nhiêu người, con nhân sự làm việc cho mình, chuyến đi, rồi hết tiền thì thôi ở nhà tìm cách kiếm tiền để đi tiếp. Một số đơn vị hợp tác với mình, có đơn vị thì chân chu từ đầu tới cuối, cũng có những đơn vị thì không làm nữa, giữa chân ngưng. Cũng nhiều vấn đề. Nhưng mà mình cũng share thẳng với mình luôn, thì mình nghĩ là công việc nào cũng vậy hết, cũng có những cái mặt thuận lợi và khó khăn. Nhưng mà làm thế nào để Vinh biết là à, tôi chỉ nghĩ đến chuyện bỏ thôi chứ tôi không bỏ hẳn? Mỗi cái khoảnh khắc mà mình nghĩ là thôi tôi không làm nữa thì cái điều gì nó kéo Vinh dậy tiếp? Cái chuyện đi thì không biết, là Vinh nghĩ là không biết bao giờ mình sẽ hết mê thôi. Mình chỉ dùng lại là đơn giản từ mê thôi. Mình còn mê thì mình còn đi. Mà thấy hết đi là biết hết mê rồi. Chắc là không hết đi đâu, cũng mê hồi lâu. Mình cũng làm. Vinh cảm thấy mình là sau Vinh thì có rất nhiều bạn, thì Vinh thấy cũng làm kiểu như Vinh cũng đi kiểu sang chảnh ở những cái nơi đắt tiền. Nhưng mà một hai video rồi thôi. Mình thì mình làm từ năm 2016 tới giờ 5 năm rồi. Đúng, phải mê mới. Nhưng mà sau này mình phát hiện ra là du lịch nó là một gọi nó là gì nhỉ? Tức là một đường đi không trở lại ấy. Tức là mình đã trở thành, mình đã bắt đầu đi du lịch là mình đi hoài, đúng không? Làm gì có một ai mà quay lại con đường đấy. Cái này là mình nói thật, bởi vì mình đối chiếu từ mẹ mình ra. Mẹ mình là người từ trước nay, ví dụ thấy mình đi cuối năm thì luôn hỏi là năm nay kiếm được bao nhiêu tiền. Mà nếu mà nói là con đã đi chơi hết tiền rồi thì mẹ mình không hiểu được. Tức là trong nhiều năm trước ấy. Nhưng mà rất là mất thời gian để mình nói với mẹ là đây là một cái kiểu tiền, đây là một cái kiểu giá trị mà con thu nạp cả mỗi năm. Cho đến lúc mẹ mình đi cái chuyến đầu tiên, mẹ mình đi và mẹ mình đi xa, thì là giống như là mình thấy bà không dừng lại được. Tức là đúng không? Có phải cái kiểu người đã đi rồi là như thế? Là tất nhiên nó chỉ là câu chuyện bây giờ kiếm tiền để đi thôi, chứ còn mình không sợ cái cảm giác là mình hết sạch tiền. Tất nhiên là vẫn sợ, nhưng ý là mình không nghĩ nhiều về nó. Nếu được chọn đi thì mình vẫn đi. Và mẹ mình bây giờ là như thế, cứ liên tiếp nói về việc là à, khi bắt đầu hết Covid thì sẽ đi cái gì tiếp nữa. Đấy, thì mình có cảm giác là nó là một kiểu siêu năng lực mà khi người ta đã có rồi người ta không rũ bỏ được nó ấy. Vinh thì cảm ơn Minh chia sẻ câu chuyện này. Vinh cũng rất là muốn biết cái suy nghĩ của mỗi người như thế nào, đặc biệt là những cái người thế hệ ba mẹ, ông bà của mình. Mình trẻ thì mình đi cái chuyện đó cũng không phải là khó khăn lắm, kiếm tiền mình đi mình còn sức khỏe nhiều. Đúng. Như mẹ Vinh rủ đi siêu thị thì cũng không đi. Nhiều khi đó là muốn dẫn, hỏi sao anh không dẫn ba mẹ đi trong những cái trip đi của anh, nhưng mà
kiểu gì cũng được, lôi đi đi siêu thị hơn mẹ cũng thôi, con đi đi mua gì cho mẹ là được, cũng không chịu đi. Thì mình đó, thì mình cũng thắc mắc là mọi người suy nghĩ như thế nào về cái chuyện đi du lịch. Nhưng mà đối với Vinh, Vinh và Minh thì rõ ràng nó đem lại cho mình một cái năng lượng rất là mạnh luôn, mà mình nói thì nhiều khi người ta không hiểu được hết được đâu. Đúng rồi, nên mình chỉ nghĩ là chỉ có cách thử. Thành ra cái giai đoạn mà mình truyền cảm hứng để đi ấy, mình nghĩ là rất là quan trọng. Vinh có để ý khán giả của mình, họ chắc là họ trẻ đúng không? Và họ họ ở cái tâm thế như nào? Vinh có bao giờ, Vinh có đọc comment không? Và có đây, show ra luôn insights ở trong YouTube. Độ tuổi khán giả của mình từ 18 tới 35. Ok, cũng là rất là rộng đấy. Tức là cái khoảng mà co giãn á. Dưới 18 thì rất ít, không không quan tâm đến du lịch nhiều lắm. Chưa có tiền, chưa nghĩ về chuyện đấy. Nhưng mà khi các bạn ý bắt đầu ra đời, mình nghĩ cũng cái khoảng 18 đến 35 là cái khoảng là bắt đầu mọi người có nhiều cái định hướng rõ ràng hơn trong cuộc sống. Nhưng mà vui lắm Minh, thật ra thì đó, chung quy lại thì Minh nhiều lúc cái chuyện băn khoăn nhất của mình đó là cái video của mình người xem họ có thích hay không. Thì tất nhiên fan của mình thì sẽ thích, sẽ ủng hộ mình, nhưng mà người ngoài đúng không? Người ngoài. Rất là nhiều người, người ta xem gì cũng không có muốn là để lại bình luận, tại nhiều khi dân đi làm bận con đúng. Cái gia đình thì họ xem họ thích, nhiều khi họ cũng chưa chắc. Nhưng mà cái điều vui nhất đó, mình đi là ra đường, ôi em mới vừa xem, em đi tới chỗ này, ôi sao em lại gặp anh ở đây, tại vì em xem vlog của anh và em đến đây. Và một vài nơi giống như resort chẳng hạn thì cái căn phòng mà bên review họ đặt tên là Villa Quang Vinh. Wow. Tức là bây giờ Villa là Ocean View hay Ocean Pool gì là không màng nữa, cứ gọi tới em book cho chị cái Villa Quang Vinh vừa đi. thì mình nghĩ cái đó là cái vui nhất của mình đó. Để mình rõ ràng là mình thấy là mình cũng làm được cái điều gì đó để cho người ta cảm thấy cảm hứng, người ta vui vẻ. Nhưng mà này, Vinh có bao giờ, bây giờ Vinh sẽ đi ở Việt Nam, Vinh có bao giờ phải thuê khách sạn không? Vinh có. Tưởng là có một cái gọi là chứng minh nhân dân, chứng minh căn cước. Rất là nhiều nơi không? Họ offer cho Vinh đến, nhưng mà mình cũng chia sẻ thẳng thắn bây giờ nó là công việc. Thì cái khó vậy nè Minh, thí dụ như là Vinh đi mà Vinh, tất nhiên nếu mà thông thường đi bây giờ cái lời review của mọi người đi nó rất là bình thường. Nhưng đối với một người làm content như Vinh và đã trải nghiệm nhiều vậy thì cái lời review của Vinh được xem là quảng cáo. Thật ra những cái chuyến đi mà các bạn thấy thì là có cái sự hợp tác của Vinh và đối tác. Còn những cái chuyến đi mà Vinh muốn thực sự là trải nghiệm với gia đình của Vinh thì Vinh sẽ không có post review. Thì nó sẽ liên quan đến cái công việc của mình. Ok. Có cái cách nào để làm quảng cáo mà tự nhiên không? Có không? Một cái cách làm quảng cáo tự nhiên. Nếu mà dùng từ quảng cáo thì nghe nó hơi không tự nhiên rồi. Nghe từ quảng cáo là cảm thấy là có một chút xíu gì đó là không tự nhiên rồi. Đúng rồi. Thì nó ở cái mức độ tự nhiên như thế nào thôi. Nhưng có bao giờ, cái này mình hỏi thật nhé, có bao giờ phải nói trái với lòng mình không? Mặc dù mình biết là Vinh là người muốn truyền năng lượng tích cực. Nhưng có bao giờ phải? Nhưng mà cái từ quảng cáo nó như thế này nè Minh. Nếu mà sản phẩm của mình tốt, mình không quảng cáo thì sao? Cũng ổn. Cái quảng cáo nó có vừa có lợi vừa có cái mặt cũng không có tốt. Nhưng mà một cái sản phẩm của mình nghĩ là nếu mà nó hay, nó tốt mà mình còn làm quảng cáo đúng và phù hợp nữa thì là một cái lợi nhuận cho tất cả mọi người. Đúng rồi. Không, mình nghĩ là đúng. Thực ra mình cũng là người cái trong ngành này, mình cũng nghĩ là nó luôn là một cái nghệ thuật phải cân bằng. Thôi, mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà bây giờ người ta có câu hỏi kinh điển này, bởi vì chúng ta vẫn ở trong cái giai đoạn COVID. Nước đầu tiên mà Vinh sẽ đi sau COVID, khi mà mở cửa là gì? Địa điểm đầu tiên có không? Vinh nên trả lời là Hồng Kông hay Hàn Quốc? Tùy Vinh, không tùy, không tùy Vinh, tùy Vinh, tùy thật lòng. Thật lòng. Lạ lùng nha, là Vinh Vinh chỉ muốn đi Thái Lan. Ok, trời ơi. Thái Lan. I thôi. Feel you. Đi qua đó ăn rồi. I feel you. Tại sao tất cả mọi người trong này đều gật đầu? Tại sao vậy Minh? Tại vì mình thấy là thực ra là cũng gần này, đúng không? Đôi khi là người ta sau đấy mình vẫn đi các nơi khác nữa. Nhưng mà cái đầu tiên là cái dễ này, gần và khác nhỉ, đúng không? Ok. Thôi sau Thái Lan là gì? Sau Thái Lan nếu mà một cái chuyến đi cho gia đình, Vinh sẽ dẫn gia đình Vinh đi Singapore.
Okay. Tại vì an toàn. Rồi mọi thứ nó nề nếp, và đặc biệt là với con nít nha. Nhiều người, nhiều bạn thì thấy Singapore nó sorry cái dùng từ là hơi chán, không có gì hết để coi, ăn uống nọ, shopping hết. Rồi nhỏ không có gì để đi nhiều, nhưng mà bên đấy là một đất nước rất là an toàn, đặc biệt là con nít đi qua đó mình có thể cho nó thoải mái sinh hoạt cho cái đó, đã cho gia đình là một cái chuyến đi như vậy. Đúng rồi. Trong năm 2020 thì Vinh rất là tiếc, bởi vì Vinh ký hợp đồng với cục du lịch của bên Nhật quảng cáo một cái dự án rất là lớn. Wow. Rồi một cái chuyến đi tiếp tục làm cái Embracing Taiwan á, là cũng làm với Bộ Du lịch của Đài Loan, và một cái chuyến đi Phần Lan thì cũng miss cái đó rồi. Thành ra là hy vọng là hết dịch đi thì Vinh sẽ tiếp tục lại những cái kế hoạch dang dở đó. Còn nếu mà có một cái chỗ nào mà mình rất là muốn đi, khoan nói đến không, một cái chỗ nào mà, tại vì Vinh cũng đi rất là xa rồi đúng không, có cái chỗ cái nào câu mà hỏi siêu này là ai cũng hỏi Vinh hết, tại vì bạn bè hay người lạ nha, những cái người mà muốn kết bạn với Vinh gặp ở ngoài họ nói, ủa mày đi nhiều vậy thì chỗ nào mày thích đi nhất? Vinh nói về Vinh cũng suy nghĩ hoài, ngồi nhiều khi ngồi chết rồi, ngồi nửa tiếng đồng hồ, chỗ nào mình thích đi nhất mình không có. Vinh thích cái gì, Vinh thích chỗ đi mới. Rồi đi rồi. À, chỗ mới, chỗ mới. Oh, ok. Thì bây giờ nói bên cái chỗ mà mình thích nhất sẽ là một chỗ mới. Những cái gì mà mình chưa hề biết gì về nó. Tại vì không có trả lời được cái gì mình đã qua là mình thích nhất. Tại vì mỗi một nơi nó có một cái hay riêng, một cái đẹp riêng. Nhưng Vinh đi ba nước rồi, bao nhiêu nước rồi? Còn 35, bao nhiêu? 35. Còn ví dụ những nơi mà kiểu như là châu Phi rồi các thứ. Thích ha. Là có đấy trong. Ok. Châu Phi này. Còn chỗ nào? Nam Mỹ, Cuba, Nam Cực, ok, nhiều đó. Đúng như mình nói đấy, không dừng lại được đâu. Không dừng được đâu. Bây giờ hỏi một câu kinh điển một tí. Nhưng mà trước khi đến cái câu hỏi kinh điển đấy thì mình muốn hỏi là kể tên nhanh năm hòn đảo mà Quang Vinh đã đi. Kể tên năm hòn đảo mình là Bali, là đảo nha, Maldives cũng là đảo, Philippines. Thái Lan, chú cha sao con không nhớ vậy ta? Hồng Kông cũng đảo, Singapore cũng đảo. Đúng rồi. Ok, 6 rồi nhé. Câu hỏi kinh điển của Have a Sip mà khán giả chắc đã thuộc rồi. Bây giờ giả sử ngày mai mấy cái hòn đảo Vinh nói nó rất là kiểu như nào nhỉ? Nó không đảo lắm. Có cái hòn đảo nào hoang vu không? Hoang vu. Bây giờ nhá. Khó vậy mình. không. Được rồi, không phải cái câu đố. Hình dung đến cái hòn đảo hoang vu đấy. Rồi, sao nữa? Và ngày mai Vinh phải lên cái hòn đảo đó. Đem cái gì lên hả? Đúng, không chưa, từ từ. Không biết ngày về đem cuốn sách nào lên. Khó vậy. Không biết trả lời coi. Có đọc sách không? Có. Sách thích nhất của Vinh hả? Thì hỏi vậy đi, người ta phải có rào trước đón sau. Không, hòn đảo là để set up chuyện không biết ngày trở về. Thì cái cuốn sách nào Vinh sẽ phải ôm? Vinh sẽ đem sách của Nguyên Phong. Tại Vinh thích nguyên bộ sách của Nguyên Phong. Nguyên Phong là ai vậy? Chết rồi. Nguyên Phong là tác giả của Hành Trình Về Phương Đông. À ok, rồi kiếp rồi. Nhân sinh bên rặng tuyết sơn. Rồi, Vinh là level đấy thôi đúng không? Để cảm thấy cái chết nó nhẹ nhàng quá, sẽ không buồn bã trên đảo đó, mình nhiều khi cũng chết trên đó luôn. Ok. Ok, mình hiểu. Ủa tại sao lại vậy? Chắc là cũng yêu thích. Hả? Em cảm ơn. Đồng cảm. Chắc là cũng thích. Chà, mọi người đây cũng level đó rồi mình à. Không nhiều người level như vậy. Bạn level nào? Mình level không, mình không phải level này, chưa đến level này. Bạn thực tế hơn. Không, mình thích cái gì mà nó hơi bay bổng hơn. Thì bạn sẽ đem quyển sách nào lên? Một sách kiểu như là kỹ năng sinh tồn. Không phải mình cũng không phải kiểu kỹ năng sinh tồn. Nhưng mà trên show này mình hỏi mọi khách mời câu hỏi này thì sẽ có một nhóm người mang kỹ năng sinh tồn. Một nhóm người mang mấy sách kiểu hâm hâm như mình, lạ lạ, mấy sách của tác giả người Nhật. Và sẽ có một nhóm người mang các cuốn về Hành Trình Về Phương Đông, Muôn Kiếp Nhân Sinh.
Nên là cái câu hỏi này mình thích lắm, bởi vì nó nói rất là nhiều vào cái về cái trạng thái của người đấy ở thời điểm hiện tại. Học số 7. Số 7. Có biết chị Quỳnh Hương lên show này rồi không? Yeah. Ừ, xong chị ngồi chị tính tính số cho mình. Đó, được rồi. Là chị cái show này các bạn ơi, nó sẽ khoảng 4 tiếng đồng hồ. Nếu mà chị ấy mang cuốn gì ấy nhỉ? Chị cũng mang một cuốn số học numerology. Không, chị không mang cuốn đấy. Chị ấy mang cuốn một cái không kinh là một chị khác. Chị cũng mang một cái cuốn hành trình về phương Đông. Chị Quỳnh Hương ấy. Hành trình về phương Đông mình mua cách hồi năm Vinh hai mấy tuổi, đọc không hiểu gì hết. Giờ đọc lại khác hẳn. Nhưng tại sao? Cái điều gì thay đổi cái trải nghiệm của mình đó? Lại mình già hơn, cái suy nghĩ của mình, những cái trải nghiệm va chạm của mình nhiều hơn, mình đọc thì mình thấm hơn. Nhưng mình nghĩ là không dễ dàng, khi mà mình nghĩ là một cái cơ may đấy, bởi vì không phải ai cũng có hai cuộc đời đâu. Mình có cảm giác như là trong cái quá trình mà 20 năm mình biết Vinh là như là hai kiểu con người ấy, đúng không? Bởi vì lúc đó thì mình phải kể một chút là mình là một phóng viên học trò, thì Vinh có một cái sáng lấp lánh của một cái người mà cái hào quang sân khấu lúc ấy nó rất là mạnh đó. Các cái bản hit này, hay là cái hồi xưa mọi người khán giả thời nay không hiểu được cái hào quang đó, cái hào quang mà ở sân khấu ấy. Hồi xưa những cái đêm nhạc mà ở dưới fan đông, xong rồi khi mà bây giờ người ta có hâm mộ, nhưng thì mình cảm giác nó không phải hâm mộ về mặt physical, về mặt kiểu như là phải sờ vào người ta đâu, bởi vì là hồi xưa không có YouTube đúng không, mà muốn xem hồi đó xem Vinh là có những cái băng, từ cái thời xem băng này chẳng hạn, hay là đĩa, sau đây mấy cái đĩa rồi DVD, thì là cái thời đó cái việc mà gặp được thần tượng nó khó hơn bây giờ rất là nhiều. Không có mạng xã hội, không có cái chỗ nào mà cung cấp, cho nên là cái sự chỉ có lên báo học trò của mình, đúng rồi, thì mới gặp rồi Vinh không biết lên bao nhiêu cái bìa báo học trò, bao nhiêu bài viết đấy. Và bây giờ thì Minh nhìn Vinh ở cái cự ly nó gần hơn rất là nhiều, và bản thân Minh thấy cái việc mà Vinh làm travel blogger ấy, cái hình ảnh nó rất là thân thiện, nó không hồi xưa Quang Vinh lạnh lùng các bạn. Thế là kiểu hồi đó mình không biết, có thể là do tuổi trẻ nữa, là nó có một cái khoảng cách ấy. Còn bây giờ khi mình xem trên YouTube thì có thể do cái cách thể hiện nó khác, cái cách Vinh tự quay Vinh ở trong gương nó cũng làm cho cái cảm giác là mình thấy gần, nên mình có so sánh là có cảm giác như là Quang Vinh rõ ràng đi qua hai cái chặng đường cực kỳ lớn luôn. Nhưng quay về âm nhạc, cái thời điểm này khi mà Vinh vẫn tiếp tục ra nhạc thì cái tâm thế của Vinh như nào? Mình có nhẹ nhàng hay là có bị một cái sức ép về chính cái sự nổi tiếng của mình không? Cái sức ép hả Minh? Vinh thì ở một cái lứa tuổi này Vinh sẽ cố gắng không có dùng cái từ đó nhiều quá, tại Vinh nghĩ là mình cần một cái tinh thần lạc quan và cái năng lượng tích cực để làm việc. Thì Vinh sẽ không có cố gắng sẽ lễ cho mình sẽ không có bị một cái sức ép nào hết. Và cái trăn trở thôi, một cái tình cảm gì đó của mọi người, nhất là fan hâm mộ của mình theo mình phải nói là nó là từ 20 năm, 30 năm thì nó là có thể dùng từ một cái thế hệ hả Minh hả? Đúng rồi. Lớn lên cùng với mình đúng thì rồi. Mình nghĩ là bây giờ cho dù mình làm cái công việc gì đó, travel blogger hay làm content, làm sản xuất, nhưng mà cái mọi người vẫn nhớ đến mình, cái điểm khởi đầu của mình là ca sĩ. Và những cái bài hát lớn lên cùng với họ nó vẫn đó, họ vẫn nghe và họ... Thì Vinh nghĩ bổn phận của Vinh thì thật ra thì Vinh cái đam mê lớn nhất của Vinh vẫn là hát, cho nên Vinh sẽ không có bỏ được. Và tới bây giờ Vinh vẫn sẽ cố gắng làm cho ra những cái bài hát tiếp tục ra nhạc thôi. Thì cũng sẽ không có mong đợi, tại vì mình biết chắc chắn là bây giờ thì đang là một cái dòng mainstream cho các nghệ sĩ trẻ, nhưng mà mình vẫn còn tồn tại thì Vinh nghĩ nó mang nhiều cái ý nghĩa. Thứ nhất là cùng với giữ cái tình cảm với mọi người và cho mọi người thấy mình vẫn là một cái người mà sống trọn vẹn và đam mê nghề. Mình không có bỏ nghề bao giờ hết. Even là bây giờ mình làm cái gì đó có thể có tiền bạc nhiều hơn, nhưng mà cái ca hát vẫn là cái mà mọi người đã dành cho Vinh bao nhiêu cái tình cảm, bao nhiêu cái thành công trong cuộc sống của Vinh. Nhớ tới Quang Vinh ngoài đường cũng là từ ca hát rồi đó, thì Vinh không bao giờ dám bỏ cái đó hết. Nhưng mà có phải có một mật độ ra bài hay không, hay là nó sẽ tùy theo cảm hứng hay là bài hát Vinh gặp? Lúc nào Vinh cũng làm việc âm thầm trong studio hết, nhưng mà quan trọng đúng là mình phải tìm được cái bài hát nó thích hợp với mình. Bây giờ Quang Vinh bây giờ 40 thì không thể nào hát một cái bài hai mấy 30. Phải chọn một cái dòng nhạc đó tức là Vinh thích, và cái khán giả của mình hy vọng họ thích. Giống như một cái
cũng khó nói mình hả. Ừ. Cái tình yêu giống như ra bài một cái tình yêu mình trao đi vậy á, mình tỏ tình rồi không biết người ta có thích lại hay không. Nhưng mà nó cũng là một cái gì đó challenge. Đúng rồi. Thì khi mà mình còn cái mong mỏi nhiều cái gì thì Vinh nghĩ đó là những cái mà giúp cho Vinh bước tiếp. Vinh phải có những cái định hướng, những cái ước mơ để mà Vinh đi tiếp. Thì cái chặng đường mình đi tới đó là mình sống. Chứ nếu mà Vinh giờ cảm thấy hơi hài lòng quá là mọi thứ chắc Vinh chết rồi. Không còn gì nó inspire mình nữa. Vinh nói là Vinh không bao giờ bỏ ca hát. Thế bây giờ khi nghĩ đến chữ bỏ nhá, thì Vinh nghĩ là trong cái chặng đường đã qua rồi, Vinh đã bỏ những cái gì ở lại? Vinh bỏ hả? Mình mắc cười lắm. Mình giờ nói chắc bạn không tin đâu, nhưng mà Vinh làm đủ nghề hết trơn rồi đó. Làm marketing cũng có, đi làm văn phòng có, trong thời gian Vinh nghỉ hát á, Vinh thử đủ nghề hết trơn. Mở shop bán hàng online, đi buôn, làm cà phê, nhà hàng, làm salon tóc, rồi bán đồ mỹ nghệ, thủ công mỹ nghệ, đủ thứ nghề hết, cái gì Vinh cũng làm hết. Nhưng vẫn thích hát nhất, vẫn là Vinh. Và bây giờ thì có thêm cái vụ du lịch nữa, vui quá. Thế tức là thì Vinh chắc đã... là Vinh không bỏ gì đâu. Vinh cái gì giữ được thì giữ, chứ không, Vinh không phải là người thích bỏ đi. Không, nhưng mình nghĩ chỉ vì cái việc mà thử rất là nhiều thứ khác nhau để xem là mình thích cái gì nhất á, cũng là một thứ bỏ. Mình bỏ đi cái việc là à, tôi giỏi nhất cái này, tôi làm cái này. Trong cái năm nay các cái dự định của Vinh như thế nào? Vẫn tiếp tục làm Quang Vinh đi Việt Nam, chuẩn bị những format mới, ra nhạc mới, còn cái gì mà mình không biết đâu. Buổi gặp gỡ này với Vinh là giống như là một cái gì đó Vinh trông đợi, đó là một cái khởi đầu phấn khởi cho Vinh. Bởi Vinh 10 ngày nữa Vinh sản xuất, đi sản xuất chương trình mới. À, có khoe được không? Hả? Có khoe? Có một chút khác biệt, một cái format mới, chứ Vinh không có thuần review du lịch như nào giờ làm. Nhưng mà nó là một cái ý tưởng mới, một cái concept mới. Cái chương trình này vẫn là Văn Vinh du lịch và Văn Vinh ca sĩ, nhưng mà nó sẽ là một cái dự án mới. Kết hợp với nhau à? Hả? Kết hợp chung với nhau à? Trộn hai Quang Vinh nào? Thôi bây giờ các bạn cứ chờ xem. Nhưng mà rất là vui vì được gặp Minh vậy trước cái hành trình của Vinh. Thì chắc là sẽ phấn khởi, sẽ tốt đẹp. Thôi chúc cho mọi hành trình của Vinh. Mình rất là tin, bởi vì là thực ra từ xưa đến nay thì mình với Vinh luôn có một cái khoảng cách, mình không có thực sự là thân nhau. Cái này thú thật là cũng nhờ chương trình thì mình được gặp lại nhau. Mình follow cái Instagram của Vinh rất là lâu, rất là hay xem ảnh của Quang Vinh, thấy rất là đẹp. Có ai chụp cho không hay là tự chụp? Vinh quan điểm nha, là cái Instagram là cái personal của Vinh, là phải là cái góc nhìn của Vinh và Vinh chụp. Tất nhiên những cái hình mà Vinh Vinh không có cầm máy và Vinh đứng trong đó thì là Vinh đã chọn góc để mọi người chụp cho Vinh như vậy. Nhưng mà đó là cái nhìn của Vinh. Đúng rồi, mình đấy, follow cái Instagram rất lâu và nó cũng mới gần đây thôi. Mình nhắn tin cho Vinh lúc đấy có bất ngờ không? Tại vì trong 20 năm thì chắc là phỏng vấn viết báo thì chắc chỉ vài lần, còn phỏng vấn quay hình mình nhớ mới là lần thứ hai. Nói về Thùy Minh thì nãy giờ Minh nói về Vinh, nhưng mà Vinh cũng muốn nói lại tại vì mình là người biết nhau rất là lâu. Thì lúc mà Vinh gặp Minh chắc năm 2001 gì đó thì là một cô bé. Oh, cô bé mà nhỏ hơn tất cả các bạn ở đây. Cô bé mới chập chững bước vào nghề làng báo ha. Đúng rồi. Rồi xong bây giờ Minh là một cái người hoàn toàn khác, cũng không có liên quan gì tới cô bé đó. Mình biết ha. Thì Vinh nghĩ sao ta, là trong cuộc sống của mình đó, là cái của mình hiện tại bây giờ nè, thì rõ ràng là cái ước mơ của mình từ hồi xưa mình muốn mình trở thành một cái người như thế nào. Đúng. Khi miễn là mình còn sống thôi thì mình nghĩ là một cái năng lượng nào đó giúp cho mình thành hình mình của cái hiện tại. Thì rõ ràng Vinh thì không biết mình có thể nên dùng cái từ may mắn hay không, nhưng mà hiện tại thì Vinh đang là một cái Quang Vinh mà có thể là hồi xưa Vinh rất là thích Vinh trở thành như vậy. Hồi xưa khi mà Quang Vinh đứng nói với mình ống kính trước mà quay nói không nói được đâu. Mình biết nói gì. Mình phỏng vấn mình biết mà. Review đầu tiên cũng không dám coi luôn. Nhưng mà rõ ràng là thôi mình cứ lao vào mình làm. Đúng. Mình sẽ tốt hơn. Mình nghĩ là như này, nếu mà Vinh không bỏ những việc mà Vinh làm và những việc mà khiến cho Vinh muốn trở thành, và mình cũng thế, thì chắc chắn là mình sẽ còn gặp nhau, đúng không? Dù là trong bao nhiêu năm trôi qua.
Thì mình nghĩ sự kiên định trong nghề, thực ra cái buổi phỏng vấn này nó là một cái cuộc gặp gỡ lại của những cái người đã biết nhau từ rất là lâu rồi, nhưng mình nghĩ nó cũng là một cái minh chứng về nghề nghiệp. Mình nghĩ là thứ hạng rồi đến lúc sẽ thay đổi, nhưng mà cái thời gian á, một cái quãng đường có thể đi được á, mình nghĩ cái đấy không ai có thể phủ nhận được, đúng không? Cái việc mà mình phỏng vấn, bởi vì Vinh đang làm nghề và mình cũng làm nghề, nếu mình bỏ nghề, mình không làm báo nữa, mình không tiến hành những cuộc phỏng vấn nữa thì mình cũng sẽ không gặp nhau như này. Cho nên cái mà tức thời và những cái hiện tượng thì Vinh cảm thấy hay nhưng mà hơi lo sợ. Cái quan trọng đó là cái chặng đường dài. Đúng. Dài hơi mà. Người ta có câu là ngựa hay cái gì? À, thôi mình ta... tụi mình đã khen mình rồi nhưng mà rồi. Nhưng mà tại thôi vì già rồi sẽ bị cái tật đấy tự thỏa mãn đúng không? Ừ, đúng rồi. Đường dài mới biết ngựa hay, đúng rồi. Mà mình làm tiếp chứ không, mình coi thực sự đây là giá trị đấy. Đường dài mới biết ngựa hay. Thôi chúc cho Vinh, Vinh rất là vui vì gặp Vinh 10 ngày trước cái dự án mới của Vinh. Chờ mong dự án đấy và chúc Vinh thành công. Cảm ơn Vinh rất nhiều. Cảm ơn tất cả các khán giả. Mình sẽ còn gặp lại nhau. Đúng, cảm ơn khán giả là fan của Vinh và lắng nghe Have a Sip. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Vinh. Đợt sau có một cái format mới hay đi đâu cũng vậy, hú tôi thì tôi okay. qua. Ok. bye bye. Cảm ơn mọi người. Trong các tập này, hãy cùng lắng nghe những trải nghiệm thú vị về Hồng Kông, từ nền văn hóa pha trộn mới, cũ, nền ẩm thực đa dạng, hay nhiếp ảnh, điện ảnh và nghệ thuật nói chung. Hãy subscribe tất cả các kênh của Vietcetera vì còn nhiều thứ khác đang chờ bạn.